phong cảnh ở quê nhìn rất là thanh bình. Có nhà nào cũng có hồ nước như vậy này, hồ cá này. Xung quanh hồ cá thì trồng rau. cây. À, nhìn thích lắm. Hồ hầu như nhà nào cũng có hồ cá hết á, là hồ cá với trồng rau. Có cả ốc này, ốc to, bắt lên thử coi này. À, bên kia có một con nữa nè. Đó. Ồ. Đây là ốc Buổi biêu trưa nắng chang chang mà vẫn thấy có ốc vậy ta. nè, À, có ngay cái miệng chỉ vô cái chỗ nào có lỗ đâu. nè đó nè, Ừ. Đúng rồi, ốc bưu đó. vàng là nó sẽ có cái lỗ, Còn cái ốc lỗ biêu ta, ngay cái miệng ốc này này, nó có cái lỗ này. còn ốc nhồi ta thì nó không có lỗ. Còn ốc bưu đen thì không có cái miệng nó không có cái lỗ. Nên là mọi người phân biệt ốc là như vậy đó nha. Đây Ốc cái bưu vàng thì ăn nó có độc tố. miệng nó vàng kè luôn nè. Còn ốc bưu đen thì nó không có độc tố. Ăn là tốt. Mọi người thấy là rau muống xanh tươi đã, thấy không? Còn bên kia là cái luống rau rau mồng tơi này. Dẫn mọi người đi tham quan ra vườn rau nha. Ở ngoài Bắc thì nhà chủ yếu là nhà trệt. Ít cũng ít lầu, tại vì không cần thiết phải lên lầu, nhà nhỏ nhỏ như vậy thôi. Do là đất rộng, đất rộng. Cây này là cây hồng sim mà mọi người thấy là có trái nè, thấy không? Cây hồng sim. Miền Nam gọi là cây Sabochi đó. Dưới gốc cây là có cả rau má, mà rau má này ăn ngon lắm nha. Ớt. Một cây ớt thế này là ăn không hết á. Cây hồng sim Sabochi đang ra hoa và quả nhiều lắm. Không khí ở ngoài đây mát mẻ, mùa này thì mát mẻ. Ngoài Bắc thì hay có xây cái hồ, cái bể nước như vậy để hứng nước mưa. Tại vì xung quanh là phèn nhiều quá nên là hay dùng nước mưa. Cái hồ chứa nước mưa như thế này này để sinh hoạt ăn uống. Trên là cái nước chảy xuống này. Mọi người thấy là vườn rau là ô. Nhà nào cũng có trồng rau nên là rau nó rẻ lắm. Ở đây là mua 10.000 rau là ăn ăn cả nhà không hết luôn á. Cái đám cỏ ngoài là cho cá ăn, cắt xuống cho cá cá chấm cỏ. Chủ nhà không biết đi đâu rồi, tới thăm chủ nhà mà không thấy chủ nhà đâu. Vườn rau ồ đã chưa, rau xà lách đó mọi người. Nhìn luống xà lách đã ha. Quá đã. Từ ngõ hẻm đi ra mọi người nhìn thấy là hầu như nhà nào cũng có trồng rau này. Bên kia này trồng rau rồi ao hồ quá trời, ngay cả là mặt tiền đường hai bên đường cũng có trồng đầy rau. Đấy là rau muống này ha, đã chưa, mà rau muống nhỏ 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 vậy ăn ngon lắm mà nha. Rồi rau mồng tơi này. Còn cô gái kia đi lạc đường rồi.
Kiếm 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 nhà ai mấy em? Nước chỉ cần là tạt nước ở dưới ao lên là tưới nước được rồi. Bên kia có hai anh xoáy ca đang câu cá nữa. Nhìn cái cảnh ở vùng quê nó rất là thanh bình. Mấy chú vịt này. Rồi mà sao đi lâu rồi? Nhà nào cũng có ao hồ, hồ to hay hồ nhỏ thôi. Ở ngoài đây thì có nhiều căn nhà họ xây nửa chừng không đủ tiền thì để dở dang. Mọi người thấy trên mái nhà, căn nhà này cũng tội nghiệp, trên mái nhà là chưa lợp mái luôn, xung quanh là cũng chưa có sơn luôn. Thế này cũng để ở lắm đây, hết tiền rồi, tiền đến đâu làm đến đó, nó khác với miền Nam mình cũng hay. Như nhà này cũng vậy, xây lên xong rồi cũng chưa có, không có sơn bên ngoài. Ở vùng quê mà nhà xây như căn nhà trước mắt như thế này là đẹp lắm rồi đấy, giàu lắm rồi đó. Đó là anh chủ nhà đang cười cười đó. Nhà thế này là đẹp lắm rồi, giàu đó. Đây là anh chủ thầu xây dựng đang sửa nhà. Nhà ông anh đây thì có đất trống nhưng mà mới gieo hạt rau thôi, chưa trồng cái gì hết. Mấy con vịt ở ngoài là cứ bơi tới bơi lui, nhìn rất là thông dong tự tại nha. Cá nó lên đã mà lại mấy con vịt ở đó kìa. À, cho cá ăn đây. Mấy con vịt này là thả cám xuống là nó tới nó giành ăn với cá. Cá chưa được ăn mà nó vịt nó tới này nè. À, đó đó. Để im thử xem coi nha. Nó tới là nó giành ăn hết cám cá này. Đó 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 đó. Ăn lý lẽ rồi. Đó nè. Trời ơi. Trời ơi, nó lụm giống như là chó lụm cám vậy đó. Chó nhặt cám vậy nè. Mấy con vịt này. Rồi 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 rồi. Rồi. Thế là cá bị đói rồi, vịt no rồi. Ăn béo vịt thịt. Vịt ơi, ăn hết cám của cá rồi. Ừ. Lụm chuyên nghiệp ghê luôn này. Rồi, xong hết nhanh thịt. Xong hết.
mấy nắm cám thả xuống là vịt xử hết rồi. Mười mấy con là đẻ cơ mà. 16 cái đẻ. Trời mấy chú vịt này, úi. Cá nhìn thấy chúng mày sợ luôn rồi. Sao dám lên nữa. Cá vừa nhìn thấy cả dưới chân đấy. Tao đang tính quay cá ăn mà sao là toàn là vịt ăn thôi à. Rồi rồi rồi. Không thấy con cá nào lên hết. Thả cám xuống rồi đuổi kiểu gì nó cũng không đi. Ơi. Mấy em vịt này, ui trời. Lắm chuyên nghiệp ghê luôn á. Anh xong rồi lên nha. Hết rồi, lên đi. Đuổi không lên luôn, ném đá cũng không lên.